Còn bộ nào chưa làm anh nhỉ? À chị cái bộ Hoàng Cúc đi. Mắt chị không gì á? Xem nào. Quái đây. Úi trời ơi. Vừa xong rồi con thân lên nó thấy luôn rồi. Cái mẹ cô dâu là giữa à? Thì đang cười mãi không biết mẹ cười đâu. Trời ơi, bây giờ nhìn đằng đâu ấy tươi, rối luôn. Giờ này, Thành bà thì có lên trong đấy không? Chắc phải có lên. Chắc là phải có lên trong đây rồi. Có một tấm mà. Eo nhìn mình nó photoshop rồi. Mình xinh quá. Nó photoshop. Eo, trời như mình rất là xinh quá. Hello cả nhà, có lên áo phông. Em có lên áo phông nhá. Tí nữa em sẽ lên áo phông cho mọi người luôn. Rồi em có lấy chị Yến nè, có lấy chị Vi Cam. Hello cả nhà. Hello, hello. Em có lên áo phông đấy ạ. Các chị ơi mình có xem được không? Các chị có xem được không? Có lấy chị Yến ở đây rồi. Chị nào đang xem thì mình sẽ là comment ở đây cho em mọi người nhá. Và các chị hôm nay muốn lên cái gì thì các chị sẽ comment ở đây để em sẽ lên cái đấy nhá. Ví dụ như mình thích lên cái này, cái này, cái này đó. Em ơi lên cái này đi, rồi sau đấy em sẽ là lên lần lượt cho mọi người, được chưa? Và ví dụ như là trong hai hôm trước ngày em nghỉ ấy, nên là những có vấn đề gì về giải quyết đơn hàng hay vấn đề về giao hàng hay như thế nào, các chị sẽ comment ở đây cho em để em để ngày mai em sẽ bảo các bạn check lại cho mình nhá. Đồ em có lấy chị sushi, có lấy chị trà tít nè. Rồi ok, các chị ơi, chị nào đang xem thì mình sẽ là tương tác với nhau một tí xíu nhá. Để tí nữa lên những cái mã tặng ấy, là các chị sẽ, nó gọi là nó sẽ là tương tác, thì các chị sẽ cho được những cái mã đấy nhá. Rồi em lấy chị Yến, có lấy chị Trang. Lâu lâu chưa lấy chị Trang. À em ơi, còn ít quần bò lông côm á. Đây vào đây chị tặng nốt cho các chị đi. À Trang, em có một ít quần bò lông côm, em sẽ là tặng nốt cho cả nhà nhá. Váy công sở có. Váy công sở thì ít, chủ yếu như em là có váy đi chơi, váy các thứ. Còn mấy công sở thì em lại không chuyên lắm. Em mời chị Thúy ở đây rồi. Ok, chị Kiều Trang đã thấy chốt đơn. May thế là có người mở hàng cho rồi. Ok, em lấy chị Trang nè. Các chị ơi, mình sẽ là chấm bài tương tác cả nhà nhá. Có em có lấy chị Cúc. Tại vì là tí nữa lên giờ là sẽ sale cực kỳ nhiều hàng cho các chị luôn nha mọi người nhá. Rồi, em có lấy chị Thúy ở đây rồi. Chưa bao giờ được tặng quà này các chị ơi. Chia sẻ livestream nếu mà em tặng. Quần bò hôm nay còn một ít. Lôm côm các mẫu thì em sẽ là em thanh lý hết cho cả nhà luôn. Đối với cái quần bò dài ấy, ôm có, chun có, thì em sẽ xả đồng giá hết cho cả nhà luôn nha cả nhà ơi. Em có lấy chị Yến ở đây rồi. Và các chị ơi, bây giờ các chị muốn lấy cái gì thì mình sẽ comment ở đây cho em nhá. Có em lấy chị Kim Thoa. Đặc biệt hơn thì nữa, tất cả bộ nam em là sẽ xả kho hết cho các chị luôn nè. Có lấy chị An ở đây rồi, nhanh thế chứ. Có em và chị Hằng ở đây rồi. Hello cả nhà. Có Somi, có Somi thì em sẽ là lên cho cả nhà nhá. Em có lấy chị Thúy này, có lấy chị Hồng Nguyễn. Áo phông LVG em còn không? Hình như em còn hay sao ấy. Em ơi lấy đủ màu với chị đồng hồ đi, các chị đã hỏi đồng hồ rồi. Con đồng hồ này đang là đình đám luôn cả nhà ơi. Áo trắng kiểu em có á. Em cũng chưa bao giờ được tặng quà, hôm nay các chị tương tác đi, chia sẻ livestream để em lại tặng nhá. Mai chốt lại đi một đống hàng cho chị nhé, để thứ bảy chị đi hàng. Ok chị yêu, đồng hồ kia em 3 màu. GT, bên em gửi qua GNT ạ. Ở chạm. Sao là size mẫu của chị được ạ? Size mẫu thì chị email tin nhắn cho em nhá. Bộ em mà có bán thì em sẽ lên cho cả nhà luôn. Các chị ơi xem có nó có bị giật không? Mọi người xem cho em là nó có bị giật không cả nhà nhá. Nếu mà ví dụ như là size mẫu thì bên em sẽ là đổi trả miễn phí cho cả nhà luôn. Size này là mặc có bán luôn cả nhà ơi. Ok. Đồng hồ có bán. Đồng hồ này là bán tri ân, bán kỷ niệm mỗi chị một cái nhá cả nhà ơi. Đây. Quả đồng hồ em đang đeo hot hit luôn. Hot hit, bộ mặc ở nhà rất nhiều. Siêu nhiều luôn ạ. Em gửi chị không cần đâu, blazer. Cái này là em bán nguyên set nha cả nhà nhá. Cái lưu ý cho em mã này này, là em sẽ bán cho các chị nguyên set. Được chưa? Nguyên set mã này luôn. Váy suông mà không có chữ hãng ạ. Hình cô gái. Rồi để em xem có không, em bỏ vào cho chị nhá. Rồi em gửi chị Thùy Trang ở đây rồi. Hello cả nhà. Đồng hồ em là đeo có bán cả nhà ơi. Em gửi chị Diễm Quỳnh ở đây. Hello, hello các bác. Nào, đồng hồ em đeo tí nữa mỗi tặng mỗi chị một cái nhá. Rất rẻ thôi, được chưa?
Ôi em ở chị con già đây rồi, lâu lắm mới thấy chị vào nè, đúng không? Lâu lắm luôn ấy. Quá là lâu. Em còn thấy chị Luyến ở đây, có thấy chị đi nha. Rồi với chị ơi, vào đầy đủ nhá. Đồng hồ em đeo cái gì? Tí đã tặng mỗi chị một cái giá yêu yêu chết đi được. Ba màu ghi ghi nâu đen, ba màu cái đồng hồ này xinh. Gọi là xinh mê ly cuộc đời luôn ạ, mà giá siêu rẻ, được chưa? Áo đen em mặc có bán luôn. Mua nhiều mà chưa bao giờ được tặng quà. Được chưa? Chị nào mà có vấn đề gì về ví dụ như đơn hàng như thế nào, mình sẽ inbox một tin nhắn cho em nhé. A96 em còn, được chưa? Lên lấy luôn cả A96 đấy. Ok, đồng hồ em đeo có bán luôn, rất rẻ, nhưng mà đúng 100 cái là không còn nữa các chị ơi. Áo nắng em còn nhá, thì em sẽ lên áo nắng cho mọi người luôn. Và bây giờ quà đầu like tương tác đi cả nhà nhờ. Bộ em mặc sẽ là có hai màu. Cái này em làm là màu đen và màu kem đúng không? Hay là có thêm màu kẻ không? Đen kem đúng không? Ok. Ok mọi người nhá. Rồi các chị ơi. Ok, đầu tiên luôn. Em sẽ bán luôn set em đang mặc. Được chưa? 5 chị đầu tiên may mắn nhất được mua set em đang mặc luôn nhé mọi người nhá. Với giá cho em là các chị ơi. Được chưa? Với giá yêu thương cả nhà nhá. Comment đúng mã này cho em sẽ là gì đấy chị ơi? Lên đúng mã cho em là comment đúng mã cho em nhá. Mã này cho em sẽ là cái gì nhỉ? Set vest đi. Và em tặng set này cho mọi người đầu livestream, mỗi chị một set, tức là 5 chị được set này với giá cho em là 19.000. Được chưa? 5 set cho chị 5 set. Comment đúng mã cho em sẽ là set vest 19k và kèm số điện thoại mọi người nhá. Lưu ý cho em cái này mình sẽ cố gắng cho em là 10 lần lên trang cá nhân và 3 lần lên các nhóm trở lớn, tổng về cho em 4 lần là ok. Miễn làm sao đủ 4 lần nó có hiện lên logo người chia sẻ là được cả nhà nhá. Tụi em có thấy chị Mel Chi ở đây. Comment đúng mã cho em sẽ là set vest 19k và kèm số điện thoại. Lưu ý là lên đúng mã cho em và các em sẽ có hai màu là đen và kem nhé cả nhà ơi. Hai màu cho em là đen và kem. Màu nào cho em đẹp và màu nào cho em xinh. Thì nữa gọi là lên đầy đủ hết cho cả nhà luôn đây. Hai màu cho em đây. Màu nào đây? Và em bán tặng cho các chị luôn là 19.000. Được chưa? Đây chị cái màu đen. 19.000 một set siêu đẹp như thế nào. Lưu ý cho em là phải có logo người chia sẻ cả nhà nhá. Cái này em sẽ là quay lướt đi. Đẹp chưa? Nè. Nguyên ở cái set này đẹp chưa? Cả nhà thấy chưa? Bao mê ly chưa? Hai màu cho em là màu đen và màu kem. Và em bán tặng khách luôn cho em với giá là 19.000. Cái này là tương tác đầu like nhá mọi người ơi. Hai màu luôn cho em ạ. Sắp rất là đẹp cho em, được chưa? Ấy, chết thật. Áo mochino 129.000 đẹp để dành mặc. Chất mắt đường kim kỹ luôn. Em có mấy chị mắt nâu nhá. Comment đúng mã cho em là sẽ là set vest 19k và kèm số ạ. Lưu ý cho em là phải có chị nút chia sẻ nhá. Người chia sẻ nhá. Đã chia sẻ em mới chốt. Còn chị nào mà không có nút người chia sẻ là bên em sẽ không chốt ở đâu nha cả nhà ơi. 19.000 cho em set này, xinh chưa? Tí nữa gọi là đồ nam các thứ gọi là em sẽ là thanh lý hết cho cả nhà luôn, càng còn cái gì. Ít ít một em cũng là sale hết, vừa bán vừa tặng vừa chia cho cả nhà luôn nhá. Với giá là 19.000 nguyên cả một cái set này cho em này. Đẹp chưa? Hai màu cho em là màu đen và màu kem. Được chưa? Chị nào thích set nào mình lên đúng mã cho em là có đơn. Và rồi ok em sẽ là quay lướt nha cả nhà ơi, quay lướt cho công bằng nhá, cho chị một cái obo nữa. Quay đi cho nó công bằng, chị nào comment nhiều, tương tác nhiều nó hiện lên comment em sẽ chốt cho chị ấy, được chưa? Được chưa các chị ơi? Kèm ngọc em còn ấy, hôm nay có thêm mã mới chị, kèm ngọc nhiều lắm. Mấy cái mã mà em bán thì vẫn đang còn hàng. Được chưa? Tí nữa gọi là sẽ là lên kèm ngọc cho cả nhà, cái đấy là siêu rẻ rồi đó, siêu rẻ. Hôm nay còn một mã kẹp ngọc nữa cơ, tí nữa em sẽ là lên luôn cho cả nhà nhá. 19.000 cho em. Ok mọi người ơi. Nào em là bắt đầu quay nhá. Ô cái này lại không có Facebook bình thường rồi, nó toàn là Facebook Live thôi. Không biết cái máy của Samsung được. Em sẽ là quay lướt cho cả nhà luôn đi nhá. Mã này 19.000. Quá đẹp đúng không? Siêu sang siêu đẹp. Sận sò. Ok chưa? Bắt đầu nhá cả nhà ơi. Lưu ý cho em là có chia sẻ livestream cả nhà nhá. Không chia sẻ livestream là bên em không chốt ở đâu nha. Nha. Nào. Ok. Em vào luôn để mà lên mã nhanh luôn cho các chị nhá. Chốt luôn nha mọi người nhá. Được chưa? Rộng đấy thì bên em không đổi trả được đâu chị ơi, tại vì hàng này có một size. Size đấy bên em không đổi trả được cả nhà nhá. Lưu ý cho em nhá. Đây. Bắt đầu để em vào chốt chị đầu tiên. 19.000. Ok chị ạ. Một chị đầu tiên cho em nhá. Rồi, ok em ơi, chị An Hiên lại không chia sẻ livestream. Các em quay nhanh ạ, chị Thùy Trang. Ok, tặng cho chị Thùy Trang một set này. 0353 77 4463, chị Thùy Trang có ở đây không ạ?
0353774463. Em không biết là chị Thùy Trang có ở đây không, để em ghim. Để em thử ghim dưới màn hình anh coi nhá. Chị Thùy Trang đâu nhỉ? Có thấy không em? Ghi được số chưa? Chị Thùy Trang này. Ừ ok. Không ghi cả số điện thoại đi. Chị Thùy Trang một set 19.000 nhá. Set vest tiếp tục cho em này. Ok. Một chị nữa cho em đó. Chị Thùy Trang lại em không thấy ghim ở dưới đây. Lại không có thấy ghim ở dưới đây các chị ơi. Được chưa? 19.000 cho em nhá. Chị Thùy Trang có thể thì comment giúp em nhá. Một chị nữa cho em cả nhà này. Ok. Một chị nữa cho em là có đây, chị Thùy Trang em có ghim dưới màn hình. Lấy thêm một sản phẩm nữa để nhà em đi đơn nhá. Em ơi chị tiếp theo này. Chị có Facebook là Hoàng Phạm số 671 một set này, chị Hoàng Phạm. Chị nào có logo người chia sẻ là được, miễn cái này mình có logo là được mà rất là đơn giản. Miễn làm sao mình chia sẻ có logo người chia sẻ đã chia sẻ livestream là ok cả nhà nhá. Rồi một chị nữa cho em nha các chị ơi. Rồi em ơi, chị có Facebook là chị Trần Yến có số điện thoại là 671. Em xin chúc mừng chị Trần Yến 671 một set này. Em chỉ còn đúng 2 set nữa cả nhà nhá. Em không thấy chị An Hiên. Có nghĩa là mình chia sẻ rồi nhưng mà nó không hiện lên người chia sẻ đã chia sẻ livestream thì mình sẽ là không chốt rồi nha cả nhà ơi, được chưa? Cái này phải hiện lên là người đã chia sẻ livestream cả nhà nhá. Được ba chị rồi đúng không? Nào sang chị thứ tư cho em nhá. Bắt đầu sang chị thứ tư cả nhà ơi. Rồi một chị thứ tư cho em này, để em kiểm tra nhá. Đây. Ok. Em ơi, một chị nữa cho chị này. Chị có Facebook là chị Trang Như có số điện thoại là 651. Chị Trang Như một set 651. Em còn đúng một set cuối cùng nha các chị ơi. Duy nhất một set cuối cùng cả nhà nhá. Được chưa? Còn đúng một set cuối cùng thôi. Chị nào nhanh tay thì có đơn mà chậm tay thì hết nhá. Rồi, một chị cuối cùng ạ. M32, M31 em hết sạch. Không còn cái nào M32, M31 hết đúng không? Không còn một cái nào cả chị ơi. Mã này bên em hết hàng rồi. Rồi một chị cuối cùng cho em được mua set này. Với giá cho em là 19.000 là set em mặc. Mình nhớ lấy thêm một cái nữa để nhà em đi đơn nhá mọi người nhá. Đủ, ví dụ như là mình có một quà, mình nhớ lấy thêm một sản phẩm nữa để nhà em đi đơn nữa các chị nhá. Được chưa? Rồi một chị cuối cùng cho em là chị có Facebook là chị Mỹ Hằng có số điện thoại là 637. Chị Mỹ Hằng một set. Ok. Đủ 5 chị rồi. Chị nào có quà mình nhớ lấy thêm một sản phẩm nữa để nhà em đi đơn nhá các chị ơi. Lưu ý cho em là như thế, được chưa? Và bây giờ các chị muốn lấy cái gì? Bây giờ mọi người muốn lên cái gì thì mình sẽ comment ở đây cho em nhá. Và bây giờ các chị muốn lên cái gì trước để em lên, ví dụ như là áo, đồ nam, quần hay là như cái mình muốn lên cái gì trước thì mình sẽ comment ở đây cho em cả nhà nhá. Mà chị nào chưa có quà thì mình sẽ là cố gắng tương tác tiếp, được chưa? Còn các chị muốn lên set em nào thì mình sẽ comment ở đây cho em để em bắt đầu lên nhá. À cái set kéo này còn ít này. Đồ chị ơi, kéo này còn ít thì tặng nốt cho cả nhà luôn. Xe nốt cho các chị luôn. À đấy còn ít. Đây, cái mẫu ở trên cái móc anh. Cái mẫu này em còn ít nha cả nhà ơi, bộ lụa nhiều lắm. Quần bó anh sẽ lên cho cả nhà luôn. Ok. Đầy đủ luôn, cái gì cũng có nhá. Được chưa? Ok nha mọi người ơi, cái này này. Cái này em còn ít. Mã này mình lên luôn cho em, mã này luôn cho em cả nhà nhá. K106 đi. K106 em tặng nốt cho các chị con áo này luôn. Bán vừa tặng, vừa chiên con áo này cho cả nhà luôn. 49.000 một áo này cho em, được chưa? K106 và kèm màu cho em. Những cái mã này mà em sale là chắc chắn là sẽ hết hàng. Và hàng này sẽ là không về nữa nha mọi người ơi, được chưa? Em có vàng, có kem, có đỏ như thế này. Và em tặng nốt cho các chị luôn với giá là 49.000. Comment đúng mã cho em là K106. Mã này thì được cái là các chị dưới cho em là 54 cân. 54 cân là mình chốt đơn vô tư mã này cho em, được chưa các chị ơi? 54 cân trở xuống là mình chốt đơn cho em set này nhá. K106 và kèm màu. Set em mặc thậm chí là các chị dưới 55, 56 cân vẫn ok, được chưa? Từ tầm 48 cân đến khoảng độ là 55, 56 cân tại vì đằng sau nó có lưng thun. 50% còn lại là nó chun ấy, dạng chun ấy, được chưa? 49.000 đồng cho em nhá. Những cái mã này ấy thì là sẽ là hết luôn nha mọi người. Cái này là không còn hàng đâu. Comment đúng mã này cho em sẽ là K106 và em bán tặng nó cho cả nhà luôn là 49.000, chất siêu đẹp. Form dưới 54 cân là mình chốt đơn cho em, được chưa? Có kem, cho chị quả là đây. Có kem, có đỏ, ok chưa cả nhà ơi? 49.000 nhá, mã này là vừa bán vừa tặng. Chị nào có logo người chia sẻ là được. Còn cái này cứ lên có đúng logo người chia sẻ là ok nhá các chị ơi. 49.000 là em tặng nốt, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là K106. Còn ít nữa, em sale nốt được cả nhà nhá, hết hàng, qua mẫu luôn. Đây, cho chị áo ngoài có cái nơ nơ đi, có màu trắng đấy. Hết nha mọi người nhá.
K144 à, K114 em còn ít, em sale nốt được cả nhà luôn. Hôm nay toàn những cái mã mà các chị cần mua giá sale rất là rẻ luôn. Tới chặng sale em mà có lên, đồng hồ sẽ có lên cho cả nhà luôn. Trời ơi, con này quá xinh đó chị ơi. K114 hộ em nhá. Sale nốt cho các chị con áo này luôn. Được chưa? Sale nốt cho cả nhà con áo này nhá, 59.000. Kèm một cả một cái nơ cho em như thế này. Nhưng mà phong này các chị lưu ý cho em là mình dưới 54 cân là mình chốt đơn cho em nhá. Dưới 54 cân. Dưới 54 cân là mình chốt đơn cho em. À 50 cân đi, dưới 50 cân cho em ạ này. K114 hộ em. Và em bán tặng khách luôn là 49.000 một áo. Chất rất là đẹp. Được chưa? 49.000 nhá. Comment đúng mã áo này cho em sẽ là K114. Em tặng luôn cho các chị là 49.000. Chất rất là đẹp. Sa xịn mịn. Đây cái nơ cho em này. Được chưa? Chất này. 49.000 đồng cho em mã này. Cái này còn ít, duy nhất cho em màu trắng thôi. Phong này các chị cứ dưới khoảng độ cho em là 50 cân. 50 cân là mình đếm nhất cho em nhá. Mã này cho em là K114. Lên đúng mã hộ em là K114 nhé. K114. Em sao khách như là 59.000. Cái này form dưới 50 cân. 50 cân trở về là mình chốt đơn thoải mái cho em mã này. 49.000 đồng là em giá em vừa bán vừa tặng. À 59.000 nhá. 59k nhé cả nhà ơi. 59.000 và form các chị dưới 52. 52 cân là mình chốt đơn cho em mã này là ok. Bán tặng cho các chị luôn là 59.000 đồng cho em nhá. Cho chị cái món quần bò đi. Còn bò này em cũng sale hết. Nói chung là cái này còn ít mẫu. Đấy. Ít mẫu cực kỳ nhá cả nhà ơi. Nó không còn nhiều mẫu ấy. Em cũng không biết là còn những cái size gì. Còn mối thì bỏ ra sót không phải. 100% là quần bò dài như thế này cho em. Được chưa? Và cái quần này hôm nay em sẽ là xả kho nốt cho cả nhà luôn. Quần này em sẽ có đầy đủ size nhá mọi người nhá. Size S, size M, size L và size L. À S, M, L đầy đủ size. Chị nào mà mặc size S là mình dưới cho em là tầm 50 cân. 50-51 cân là mình mặc S. M là mình 52-53 cân. L là mình 54-55 cân. Mình chốt đơn cho em này, được chưa? Lên đúng mã này cho em sẽ là Q139. Và là em sẽ là xả kho nốt cho mọi người mã này cho em. 99.000 một quần, được chưa? Cái này là giá em xả kho nốt nhá. Nó còn lẻ mẫu. Cái này mình lưu ý cho em là mình sẽ là không chọn mẫu. Cái này mình sẽ chốt size cho em thôi. Hàng này em đang bán là 160, 149, 159, 169. Nhưng bây giờ tất cả các mã này á, em sẽ chung quy thành một mã cho mọi người luôn là 99.000 đồng một set, à một quần. Comment đúng mã cho em sẽ là Q139 và kèm size. Ví dụ như chị nào mặc size S là mình sẽ dưới cho em là tầm 52 cân mình mặc S. M là mình dưới 54 cân, được chưa? L là mình dưới khoảng độ cho em là 55 cân. Tất cả những cái mã quần như thế này. Và em sẽ xả kho nốt cho mọi người luôn là 99.000 một quần. Chất rất là đẹp nhá. Nếu mà chị nào mà mua cái dòng chất này thì em là biết rồi các chị ơi. Này, nhìn kỹ hàng cho em nhá. Toàn hàng như thế này. Mình đã mua là 149.000. Hôm nay em còn ít, số lượng nó không có nhiều. Không biết là size số như thế nào. Thì là em sẽ là xả kho hết cho cả nhà luôn là 99.000 một quần. Comment đúng mã cho em mã này là Q139. Cái form này thì các chị mua rồi các chị biết đúng không? Không cái nào là xấu. Toàn bộ là hàng đẹp, hàng mê ly như thế này cho em chất này. Không thể che một câu nào nhá. Mà bây giờ em xả lỗ cho các chị luôn 99.000 một quần. À này em nhập vào đã không có giá này rồi. Nhập vào đã là 130 rồi các chị ơi. Có loại nhập cao hơn. Có loại gọi là ít nhất là phải 130.000 dòng này. Đối cho các chị. Chuẩn hàng đẹp cho em như thế này nhá. Chẳng qua là còn ít. Nó còn lôm cơm. Thì là em sẽ là xả cho nó gọn gàng mẫu đi. Khoảng độ cho em là size S là các chị dưới 50 cân. 51 cân là mình mặc S. M là mình dưới cho em là 52-53 cân. Và L là mình dưới 54-55 cân là mình chốt đơn vô tư cho em mã này. Với giá cho cả nhà luôn là 99.000 một quần. Comment đúng mã cho em sẽ là Q139 cho em là có đơn các chị ơi. Có cả chui. Có cả quần bò chun. Và có cả quần bò ngố chạy à, quần bò khóa cho em nhé. Bò chun mà có khóa, được chưa? Bán tặng cho khách hàng luôn là 99.000 một quần. Quá đẹp ý, toàn những cái mẫu đẹp thôi. Tranh thủ lấy một vài cái đó chị ơi. Cái nào cũng đẹp. Xuất sắc luôn rồi, không thể chê một câu nào, miễn chê đúng không? Quá rẻ, 99.000. Lên đúng mã hộ em sẽ là Q139 và kèm size cho em cả nhà nhá. Sang chưa? Quá sang, quá đẹp, quá xịn sò nè. Trời ơi, cái mã rất là yêu cho em như thế này. Rất đẹp chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là Q139 cho em. Kèm số điện thoại cho em là có đơn. Ok, chị Hoang lại có này. Chị Thắm Lê có, chị Mai Anh Nguyễn không chia sẻ không có đơn mình nhá. Cái này lưu ý cho em là phải chia sẻ mới có đơn mã này. Hệ thống bên em là lên đơn tự động. Có chia sẻ live stream thì mới có đơn cả nhà nhá. Đây, toàn bộ hàng đẹp cho em như thế này. Chị Nguyễn Anh không có đơn đâu ạ. Không chia sẻ live stream là không có đơn nhá. Chị nào mà không chia sẻ live stream mình đừng có bình luận là không có hàng đâu. Chắc chắn là mình không có hàng. Cái này bên em chỉ cho nên những chị nào chia sẻ thôi. Đúng rồi, cái này là dáng boy cho em. Toàn bộ là dáng boy. Có chun, có khóa nhá.
Em mà tặng luôn cho các chị là 99 đi mà này, hết hàng luôn. Chị nào mà không chia sẻ là rất là tiếc, cực kỳ là tiếc luôn. Lên set đây là mặc luôn nhá. Set này thì có hai màu để các chị lựa chọn, được chưa? Set đây là mặc có hai màu, màu ngố tí em sẽ lên. Set này có màu kem và set này có màu đen, hai màu. Đó là gì em nhỉ? Đúng hai màu cho em thôi. Trời ơi. Set này em bao từ các chị từ cho em là 48 cân. 48 cân cho em, đến khoảng độ khách hàng là 56 cân là mình chốt đơn. Từ 48 đến 56 cân là mình chốt đơn cho em set này nhá. Comment cho em set này là S13. S13 và kèm số điện thoại cho em. Em bán tặng khách nguyên cả một set như thế này. Áo trong thì không có, nguyên cả một set vest, áo blazer. Trời ơi, set này rất là đẹp các chị ơi. 169.000 một set. Quá đẹp. Cái chất vải của nó siêu đẹp, các chị này nhìn cho em này, được chưa? Comment cho em là S13 từ 48 cân đến 56 cân là mình chốt đơn cho em nhá. Đằng sau của nó là có bo chun như thế này. Được chưa các chị ơi? Có phải cái chân váy đây. Có hai màu cho em là tay có hai màu cho em là màu kem và màu đen. Comment đúng mã cho em là S13 nhá. Tay dài làm gì các chị ơi? Bây giờ nóng mà. Bây giờ thời tiết bây giờ nó bắt đầu nóng lên rồi, mặc tay dài làm gì, nóng lắm ấy. Tay dài chỉ mặc mùa thu, mùa đông. Mùa hè mình mặc set vest, mình mặc cho em là tay lỡ như thế này. Tay cọc thì nó lại nhìn rất là thô. Nhưng mà mình nhìn mặc cái tay lỡ cho em nhá. Hai màu cho em luôn là màu đen và màu kem. Comment đúng mã cho em sẽ là S13 và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Em bán tặng khách luôn là 169.000 cả bộ, rất là xinh. Set vest nhá, xinh lắm, set này siêu xinh. Chuẩn bị cho chị bộ nam đi, hôm nay chị xả hết bộ nam cho các chị luôn. Vest này của em là từ 48 cân đến cho em là 56 cân. Ok, chị Thuy Thanh mỗi màu 5. Em có hai màu ấy là màu đen và màu kem. Hai màu nào cũng đẹp. Màu đen thì tất cả là đen cho em như thế này thôi. Được chưa các chị ơi, xinh lắm. 169.000 cả bộ. Chất rất là đẹp, em thấy đơn giản, dễ mặc, dễ phối mà cái gì nó cũng mặc được ấy. Dáng mặc lên quá đẹp, đúng không? Comment cho em sẽ là S13 cho em nhá. 169.000, bà tặng nốt. Con này rất là xinh, 50% còn lại của em là chun ấy. Đằng sau cho em là chun nhá. Dáng dễ mặc cực kỳ mà bán tặng cho khách hàng luôn là 169.000 cả bộ. Comment đúng mã cho em là S13. Các chị ơi muốn lên đồng hồ của em không? Đồng hồ này đang cực kỳ hot ấy, đẹp lắm, chất đẹp ơi là đẹp. Đồng hồ này em bảo hành thoải mái cho các chị luôn nhá. Về cái vấn đề cho em này, dây này. Em có đẹp dã man cho chị một cái đồng hồ ấy. Mã này là gì nhỉ? Đồng hồ cho em nhá. Quá đẹp mà các chị ông chốt thì chịu rồi. Đồng hồ này em bao giá cho các chị luôn, ít nhất là đang bán là 200. Ok, em có lên đồ nam hôm nay đồ nam. Đồ nam là em sẽ là sale tất cho các chị luôn. Hát mấy em? H23 là đồng hồ em lại đang đeo. Trời ơi, nó sang, nó xịn, nó đẳng cấp một cách kinh khủng khiếp luôn nha mọi người ơi. H23, bóc màu chị Vân. Mỗi một đồng hồ nó sẽ làm full hộp cho các chị như thế này. Còn nếu mà mọi người mua ở ngoài là ít khi là nó có hộp. Tại vì là nó bọc bằng cái giấy xốp ấy. Nhưng nhà em là sẽ có hộp cho cả nhà luôn. Được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là H23. Em có đen, có nâu. Bà nó làm đấy là màu ghi nhỉ? Màu ghi à? Đẹp chưa? Ui, nhìn cái mặt đồng hồ mà nó sáng đó chị ơi. Đẹp. Xịn sò luôn cả nhà này. Em thấy một chỗ bán chạy quảng cáo là 399.000. 399.000 miễn phí ship giao hàng. Nhưng mà đồng hồ này là chuẩn như thế cả nhà nhá. Chuẩn như thế, không có một cái bất kỳ gọi là như thế nào. Được chưa? Không phải loại này, loại 1, loại 2. Đồng hồ nó chỉ có đúng một loại. Hàng của nó là hàng fake thì nó chỉ có đúng một loại thôi. Được chưa cả nhà? Và mình comment đúng mã đồng hồ này cho em sẽ là H23. H23 và kèm màu em đang đeo là màu nâu. Màu này mình chốt cho em là ghi. Màu này mình chốt cho em là đen. Và các chị ơi, nghe giá cho em nhá. Mình đừng nghe giá là bao nhiêu. Mình quan trọng là bao nhiêu. Ví dụ như cái đồng hồ mình có thể mua ở ngoài 6-700, có đến các tiền triệu, 10 triệu, cả chục triệu, cả trăm triệu đúng không? Nhưng mà đồng hồ này đồng hồ thời trang. Hoặc là ví dụ hôm nay mình kết hợp phong cách này, ngày mai mình kết hợp với váy kia, mình lại đeo đồng hồ khác, được chưa? Em sẽ có 3 màu, màu nâu, màu đen và màu ghi. Màu nào cho em đẹp và sẽ đựng trong một cái túi rất là xịn sò. Hàng này bao đẹp. Ở đây có một cái cần lẩy nhá. Kèm luôn cả hộp. Full hộp và kèm gấu, kèm cái theo cả cho các chị là cục như này. Comment đúng đồng hồ này cho em sẽ là H13 sang à H23. Tay nào cũng đeo được, con trai con gái đều ok cho em. Ở đây có một cái cần lẩy này, để các chị lẩy ra cho em và mình dùng bình thường. Hàng này họ đang bán là toàn 100, ít nhất đã là 199.000. Chạy quảng cáo thì bán 399.000, nhưng mà em có đúng 100 cái, em kỷ niệm cho mọi người nhá. Chất rất là đẹp, được chưa? Và các chị nhìn cái đồng hồ cho em này, bảo hành đẹp luôn nha các chị ơi. Mặt này, bề có cái chỗ bóng này. Mình xé ra cho em như thế này, được chưa? Comment đúng mã này cho em sẽ là H13, các chị bóc ra đi. À H23. Mình bóc ra thoải mái luôn cho em, được chưa? Đây có một cái chỗ lớp vỏ bọc này, mình bóc ra cho em nhé. Có nâu, có đen và có ghi đúng không?
Em bán tặng khách luôn nhá. 149.000 một đồng hồ. Quá rẻ. 149.000 một cái đồng hồ như thế này. Đấy, em còn kẹp ngọc trai. Trong khi giá thị trường cho chị mấy cái loại kẹp đi. Ít nhất đang bán là 200, đúng không ạ? Em bán cho chị 149.000 thôi. Comment đúng mã cho em là H23. Màu nào cho em đẹp, ba màu nhá. Mẫu này đang hot lắm ấy, hot rầm rộ luôn. Đợi trước em về nhưng mà khách lấy rồi. Khách xỉ lấy rồi, bây giờ chỉ còn đúng 100 cái này chốt này. 149.000 một đồng hồ cho em như thế này. Full box, full hộp. Full cả hộp, full cả cái cục bông, bảo quản thoải mái. Cái này các chị đi, ví dụ như là mình đi tặng quà ấy, rất là sang. Các chị nhìn cái phần chỗ này cho em chưa? Nè, có cái cần lẩy này, cần lẩy trắng nhá. Mình về mình lẩy ra cho em. Đồng hồ này các chị ngỡ như mình đang mua đồng hồ 300-400 ấy. Thật sự luôn, cái mặt đồng hồ đẹp chưa? Đặc biệt là những cái bộ đồ thể thao, các thứ thì quá đẹp, hay các chị mặc váy rất là xinh. Comment đúng mã cho em là H23. Bộ em mặc sẽ là S mấy nhỉ? S13. Và mình comment đúng mã này cho em là H23 cho em. Bộ em mặc còn hàng. Comment đúng mã bộ em mặc sẽ là S13 cho em nhé cả nhà ơi. Và mình comment đúng mã đồng hồ này cho em là H23. Em có màu ghi, có màu đen và có màu nâu. 149.000 một đồng hồ. Bao đẹp, bao sang, bao xịn xò luôn. Các chị mua cái đồng hồ này á, mình về mình đeo không ai nghĩ mình mua 150.000 đâu. Chắc chắn họ toàn bảo là 300. Ra ngoài shop mua con này ít nhất cho em là 280 đến 330. Ít nhất đấy nhá, đấy là tùy từng shop. Có shop thì bán đắt hơn, có shop thì bán rẻ hơn. Nhưng mà ít nhất đồng hồ này các chị mua ở ngoài á, khoảng độ cho em cứ gọi là hơn 200. Hơn 250.000 một chiếc. Em bán tặng cho các chị luôn là 149.000, sang lắm. Con này quá sang này. Nhìn cái dây của nó cho em mà ba màu đẹp nhất cho em, được chưa ạ? S13 cho em là 169.000. Đây các chị ơi, nhìn bên trong cho em này. Đây, bên trong cho em mọi người thấy chưa ạ? Chuẩn hàng loại 1, không phải hàng loại 2 nhá. Cái này không có hàng loại 2 đâu. Hàng loại 2 thì không bán, được chưa các chị ơi? Bộ em mặc là 169.000, các chị nhìn cho em mặt này. Quá xinh như thế này. Được chưa ạ? 149.000 một đồng hồ. Comment đúng mã cho em sẽ là H23. Kèm màu cho em là được. Em có 3 màu đen nâu kem. À đen nâu ghi, chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Mẫu này em không về thêm nhá. Hàng này hết là em không về thêm, đúng 100 cái là em hết, không về thêm cái thứ 101 đâu. Em đã chốt một cái em đeo tại vì cái hồng ngoài nó rất là sáng ấy ạ. Xa xịn, đồng hồ này chuẩn hàng cao cấp luôn ấy, nhưng mà em lại bán cho các chị giá quá rẻ. Các chị cứ về so sánh đi, mua hai cái hơn 200 và cái này 149.000 xem cái nào đẹp hơn. Như nhau cả mà. Chỉ tôi là người này bán giá cao, người kia bán giá thấp thôi, có thế thôi. Được chưa? Chuẩn hàng đẹp nhá. Cái này mình về có cần lẩy này, mình về mình lẩy ra cho em là mình vặn giờ bình thường, được chưa? H23 và cái màu cho em. Bộ em mặc là chân váy nhá. Comment đúng mã cho em là H23 là đồng hồ này. Ba màu, đen ghi nâu cho chị bộ nam đi. Bộ nam ở trên móc kìa. Bộ nam hôm nay em xả nốt nha. Còn một ít bộ nam thì em sẽ là thanh lý cho cả nhà luôn. Bộ em mặc sẽ là chân váy như thế này. 169.000 một set blazer. Mã cho em là S13, được chưa? Và lên bộ nam nhá. Bình thường các chị đang mua 90.000 đúng không? Bình thường các chị đang mua 90.000 một bộ đúng không ạ? Đúng rồi, đồng hồ này pin mà chị. Đâu phải đồng hồ cơ đâu. Đồng hồ này là pin. Rồi, ok mọi người ơi. Trời ơi. B39 đi. Hôm nay gọi là em thanh lý tất tật tật những cái gì gọi là hàng như thế này cho mọi người luôn. Bình thường các chị em đang bán là 90.000 một bộ đúng không? Hai bộ là 180. Hôm nay em lại thanh lý cho cả nhà luôn. Comment bộ này cho em sẽ là B39. Hình như vẫn đang còn đủ size, đủ màu ấy. Vẫn đang còn đủ size, đủ màu. Size M, CL, XL, 2XL. Anh nào từ 50 cân đi. 50 cân đến 72 cân. 50 cân đến 72 cân là các chị chốt đơn cho những cái bộ như này cho anh, được chưa? Bình thường mình đang mua 180, 2 bộ. Hôm nay em lại xả hết cho cả nhà luôn. Comment cho em sẽ là B39. Em có màu ghi, có màu cam, có màu trắng, có màu tím than và có màu đen cho em. Có rất nhiều mẫu mã nha mọi người nhá. Có hình này hình kia, toàn những cái gọi là hàng xịn xò như này thôi. Em có từ size cho các anh từ 50 cân đến các anh cho em là 72 cân là chốt vô tư cho em mã này. Quần của nó là giống nhau, là quần màu đen như thế này. Áo đây. Được chưa các chị ơi, nhìn cho em này. Comment đúng mã cho em sẽ là B39. Em sẽ bán tặng cho cả nhà luôn nhá. Bình thường mình mua 182 bộ đúng không? Hôm nay xả cho các chị luôn 100. Tặng cho cả nhà nốt nhá. 149.000 hai bộ đi. 149.000 hai bộ nhá. Tặng nốt cho cả nhà luôn, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là B39 và cái màu cho em. 149.000 hai bộ, ok chưa? Được chưa? 149.000 hai bộ, không phải là bình thường mình đang mua 190 đúng không?
180 gì đấy. Hôm nay em xả ra các chị luôn 149.000 bộ. Vẫn đang còn đủ size nhá, đủ size, đủ màu. Chuẩn form như thế. Size M là các anh dưới khoảng độ cho em là 55 cân. L dưới là 59 cân. XL là khoảng độ cho em là 65-66 cân. Và 2X là dưới 72 cân. Mình chốt đơn cho các anh. Bộ đồ hôm nay về rất là nhiều. Đợi em một tí em sẽ lên. Comment đúng mã cho em sẽ là B39. 149.000 2 bộ. Tính ra có 74.000 một bộ thôi. Mua 2 bộ nhá. Cái này em không bán 1 bộ đâu. 1 bộ vẫn là 90.000. Ok chưa các chị? Mình có thể lấy 2 bộ cho các anh mặc thay đổi. Bộ này bộ kia đúng không? 149.000 2 bộ. Tính ra là 7 mấy nghìn. 74.000 một bộ. Cái này là em tặng nốt nhá. Chị nào có chia sẻ thì sẽ là có đơn trước ấy. Được chưa? Cái này mình cố gắng mình đừng để bị ẩn ạ. Mình nhớ like bếp, theo dõi bếp, chia sẻ tương tác mà nó không bị ẩn đâu. Là các chị lên mã là có đơn nguyên cả bộ cho em á. Nguyên cả một bộ thể thao như thế này. Bộ này rất là dễ mặc em ơi. Cực kỳ là dễ mặc luôn. 149.000 2 bộ. Đấy là hôm nay em xả nốt cho cả nhà nhá. Được chưa? Quần y xì giống nhau, chất quần bao phê, bao mê cuộc đời như thế này cho các chị gái luôn. Áo đang không phổ đi rồi, ok em sẽ lên. Hôm nay toàn mã này thôi. Được chưa? Comment đúng mã cho em là sẽ là B39 và kèm màu cho em. Nên lấy 2 bộ. Em khuyên chân thành là các chị nên lấy 2 bộ nha cả nhà ơi. Tại vì rất là rẻ rồi. 149.000 các chị mua được những 2 bộ. Bình thường 149.000 mình chỉ mua được 1 bộ ở ngoài thôi. Ở trạm bên em không cho kiểm tra hàng. Nhưng mà khách nào có yêu cầu kiểm tra hàng thì các chị gọi cho bưu tá, bảo bưu tá gọi lại cho shop em xác nhận là ok. Được chưa? Kiểm tra hàng không phải là lo sợ hàng như thế nào. Kiểm tra hàng bên em toàn mất hàng thôi. Toàn mất gửi đi cả bộ nhưng nhận về mỗi cái chân váy thôi các chị. Quần này có túi kéo khóa cho em. Bình thường bộ này các chị đang mua ở ngoài cho em là ít nhất là 150.000 một bộ. Nhưng em bán cho các chị 149.000. Mua một tặng một tức là 2 bộ. Được chưa? Comment đúng mã cho em là sẽ là B39 ạ. Đúng bây giờ là bắt đầu thời tiết nóng nóng lên. Các anh mặc những bộ này cho em rất là đẹp. Em trai em mặc đẹp lắm. Form vừa, cao cũng mặc được, thấp cũng mặc được cho em mã này. Ok chưa ạ? Em sẽ có màu đen, màu ghi, màu tím than. Màu này mình chốt cho em là màu trắng ấy. Màu này mình chốt cho em là màu cam. Màu này mình chốt cho em là sẽ là màu xi, ghi, màu xám cũng được. Được chưa ạ? Và comment đúng mã cho em sẽ là B39. Em bảo tặng cho cả nhà luôn. 149.000 2 bộ tính ra có 74.000. 74.000 một bộ thôi đấy. Rẻ chưa? Tội gì mình không mua lấy 2 bộ đúng không? Mua 4 bộ hết có 300.000. Đúng không các chị? 4 bộ vẫn 300 đúng không? Hết có 300. À 296 gì đấy. Đó, có vẻ các chị rẻ ra được, tiết kiệm được bao nhiêu tiền đúng không? Nên lấy 2 bộ cho em nha mọi người nha. Quá rẻ. Quá xuất sắc như thế này cho em. Trời ơi các chị ơi. Cho em một cái, cho chị một cái mã bộ lụa đi. Không để chê một câu nào hết các bác ơi. Em đọc lại màu nhá. Mã này của em sẽ là B39. Và em sẽ là sale hết cho cả nhà luôn. 149.000. Mua một tặng một được 2 bộ liền. Em có ghi, có cam, có trắng, có tím than, có đen. Ok chưa ạ? Tội gì mình lấy một bộ làm gì đúng không? Em thấy các chị bây giờ toàn comment 2 bộ thôi. Một bộ cũng là 90.000. Tự nhiên mình bỏ ra có thêm 40.000, 50.000 nữa. Mình mua thêm được một bộ đúng không các chị? Sướng không? Quá sướng, quá rẻ đúng không? Size M là dành cho các anh dưới 56 cân. L là dưới 61-62. XL là 68. Và 2X là dưới 72 cân. 73 cân mình chốt đơn. Nhiều anh nếu anh nào cao 75 cân cho em vẫn ok. Nhưng em cứ báo là tầm khoảng các chị, các anh ấy, các anh ấy tầm 72. Tầm 72 cân là chốt vô tư cho em mã này. Áo mặc lên rất là mát. Bộ này em bán rất là nhiều rồi. Số lượng không thể đếm được. Và còn một ít nữa. Nó cũng không gọi là nó còn nhiều đâu, nó còn một ít nữa em tặng hết cho cả nhà luôn. 149.000 các chị mua được những 2 bộ. Tính ra mình rất là hồi, tính ra các chị hồi thôi, đúng không? Comment cho em là sẽ là B39 cho em. Và em bán tặng khách luôn là 149.000 2 bộ nhá, mua một tặng một đấy, được chưa ạ? Lưu ý cho em là kèm màu cho em và kèm size, không có size bên em cũng chốt đơn được đâu ạ. Lên đúng mã cho em sẽ là B39 cho em nhá, có ghi, có cam vẫn đang còn đủ màu ấy, đủ size các chị lựa chọn mà, màu trắng cho em này. Có nhiều hình nhá. Ví dụ như là lấy 2 bộ, bên em sẽ sắp cho các chị 2 hình như thế. 2 hình khác nhau, tùy nhá mọi người nhá. Màu trắng cho em này, màu tím than và màu đen. Comment đúng mã cho em là sẽ là B39 cho em. Quá đẹp. 149.000 2 bộ. Quá đẹp. Rồi em có mẫu nhá. Em thấy các chị lên đơn quá nhiều, hình như em còn được tầm 50 bộ là em hết. Được chưa? Vest em mặc dưới 56 coi là mình chốt đơn. Mã này cho em sẽ là B39. Quá xinh. Chị nào mà có logo người chia sẻ là chắc chắn có đơn ấy. Mã này em xin phép hạ mẫu nhá, khách hàng. B39 cho em cả nhà nhá. Trời ơi, quá đẹp. Lấy 2 bộ cho em đi, đừng mua 1 bộ. Mua 1 bộ phí lắm. Mua 1 bộ mất 90.000.
lấy thêm một bộ phụ thêm 60.000, mua thêm một bộ cho các anh. Mua hai bộ là các chị được, các anh được hai cái áo và hai cái quần, tính ra là bốn thứ đúng không? Rất là rẻ. Ok chưa? Đồng hồ em đeo mã là H23 và giá cho cả nhà luôn là 149.000. Đồng hồ em đeo là H23 149 bao giá luôn. Đây. Đồng hồ của nó là mặt hình vuông cho em như thế này. Giờ của nó là số 5 mã đấy ạ. Đây, các chị nhìn thấy cho em chưa? Tay này. Form rất là đẹp, đều rất là tôn da luôn, trắng da, được chưa? Các chị ơi nhìn kỹ cho em đồng hồ nhá. H23 cho em, cho chị lại màu của đồng hồ đi. Đồng hồ em là đeo, các chị comment cho em là H23. Em tặng cho cả nhà là 149.000 một chiếc đồng hồ full box full hộp, được chưa? Đây. Em có đen nâu ghi. Đồng hồ mình có comment cho em là H23 là ok. Hàng bao xinh, bao đẹp các chị ơi. Màu nào cho em xinh ấy. Trời ơi, các chị ngỡ là mình không phải mua cái đồng hồ này 150.000 đâu. Được chưa? Đây. Comment đúng mã cho em là có đơn nhá. Màu đen đây này, màu đen sang. Màu nào cho em là cũng sang luôn cả nhà. Có 149.000 thôi. Quá đẹp. Cái này là em bán giá tri ân nhá. Bán giá tương tác thôi. Dạo này tương tác thì mất tương tác, em bán giá tương tác cho cả nhà thôi. 149.000 cho em. Đẹp chưa? Đây là màu đen cho em này. Và một màu cuối cùng nữa cho em là màu ghi. Màu ghi này rất là sang. Sang cực kỳ. Thế thì mình có thể mua cho em cả 3 màu đều thay đổi. Cái đồng hồ thời trang nên cả nhà ơi, ví dụ như hôm nay con set đồ mình mặc màu này, mình lại kết hợp với đồng hồ này. Comment cho em là H23 nhé. Sang xịn mịn và đẹp. 149.000 full cả hồ, full cả cái gấu bông cho các chị như này. 3 màu cho em là đen, ghi, nâu. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Được chưa? Trời ơi sang nhỉ. Tàng mát các chị ơi. Nhìn cái khóa nó chắc chắn, cái này chắc các chị đeo mấy năm. Mấy năm không biết hư là gì á. Lên rồi. Bộ em mặc là 169.000, mã cho em là F13 nhá. Cái này các chị em nói thật là đeo mấy năm không biết hư là gì đâu. Chắc chắn vô cùng luôn. Nhìn cái tab này, nhìn cái cúc này. Nhìn từ cái khóa cho em này, nhìn từ cái mặt này. Cái này có một cái lớp bóng nhá, mình về mình bóc cho em như này. Trời ơi cái mặt trong nó sáng, cái này đang bị lót một cái lớp giấy ấy. Lớp vải ấy, à lớp giấy bóng ấy nó hơi mờ nhưng các chị bóc ra cho em này. Chống xước. Cái này mình được cái là mình bảo quản được cho em đó. H23. H23 và cái màu cho em nhá. Bán tặng cho cả nhà luôn là 149.000, được chưa? Comment đúng mã cho em là H23 là ok. Em qua mẫu nhá. Size lên mặt sẽ là S13. Giơ lại bộ này lần nữa để qua mẫu tại vì bộ này hết hàng rồi. Bộ này cho em là S, à quên, B39 cả nhà nhá. B39 cho em bộ này. Bộ này em có ghi này, có cam này, có trắng này, có tím than và có màu đen. Bộ em mặc sẽ là S13, còn bộ này các chị lên cho em là B39 cho em. Em đã bán tặng là 149.000, hai bộ mua một tặng một đấy. Có ghi, có cam, có trắng, có tím than, có đen. Ok chưa? Quần của nó đây. Comment đúng mã cho em là B39 nhá, bộ của nam. Hết hàng đấy, bộ đấy là em hết hàng, đồng hồ em đeo là H23. Đây, em lên cho các chị một mã bộ này có ít. Bộ này có ít. Ừ, có đúng 20 bộ là hết. Trời ơi, đẹp chưa? Bộ này có ít, đúng 20 bộ, quá xuất sắc. Ủa ơi, hàng của Sam. Bộ lụa cao cấp. Đây, các chị nhìn kỹ cho em tăng mát nhé. Có chị nào nhận được cái bộ lụa này nha em chưa? Có đúng cho em một màu và em có tầm 20 bộ. Là em hết hàng mã này ạ, 40 cân đến 60 cân, chất lụa Latin. Ồ, cái lê đồng hồ rất là đẹp. Đồng hồ đẹp chị ơi, cho em xin mã đi. Đây, ở ngoài kia. Đó, cái bộ đây. Bộ này em có 20 bộ nha, em tặng nốt qua mẫu nhanh ạ. Em đếm đúng 20 chị là qua mẫu. B109 và kèm số điện thoại cho em. 139.000 đúng không? 139.000 một bộ này cho em. Bộ kia. 139.000. B109 và kèm màu cho em nhá. À kèm số điện thoại. Bộ này em có đúng một bộ, đúng một màu. Comment đúng mã bộ này cho em là B109 ạ. Áo cộc quần dài, chất lụa Latin, chất rất là mềm, mịn, mát. Mặc cảm giác không có chị không phải là mặc lụa đâu, mặc nhẹ cực kỳ. Thứ nhất là nó nhẹ, thứ hai mặc nó mềm, thứ ba là mặc nó mát. Có đúng một màu duy nhất cho em là màu này. Màu xanh xanh phối viền vàng cho em, 139.000 hàng của Sam. Chất lụa bao đẹp cho em lại nhá. Ai cũng có thể mặc được, bầu bí bon cho em được. Miễn mình giữ cho em là 62 cân là mình chốt đơn. Đồng hồ em đeo sẽ là H23. Và bộ này mình lên cho em là sẽ là B109 và kèm số điện thoại. Chất lụa Latin mềm, các chị nhìn thấy phần bo của em chưa? Đây, dưới 62 cân là mình chốt đơn cho em ạ. À, comment đúng mã cho em là B109 á. Được cái này mặc ở nhà nó rất là thoải mái, rất là đẹp nhá. Bộ ngủ bây giờ không phải chỉ mặc ở nhà đi ngủ, mình có thể mặc đi nội trợ, đi mua đồ, nói chung là thoải mái. Không bắt buộc ai bây giờ phải ngủ là phải mặc ở nhà, đúng không các chị? Mặc thoải mái luôn cho em ạ này. Nói chung là chất này rất là nhẹ nhàng, 40 cân đến 60 cân là mình chốt đơn cho em ạ này rồi, được chưa? Comment đúng mã cho em là B109 cho em các chị ơi.
kèm màu kèm số cho em nhá. Cái này có đúng duy nhất một màu thôi. Ok, đồng hồ em đeo là 149.000, mã cho em là H23, có đen có nâu có ghi. Bộ này mình lên cho em là B109. Bộ em mặc với 56 cân. Bộ này em thấy tầm dưới 62 cân mình chốt đơn cho em. Bộ này có đúng 20 bộ nhá. Chốt đúng 20 bộ là hết, được chưa? 139.000. Rồi chị Xuân Thanh có một bộ này, chị có VIP 2 này. Rồi chị Thánh An 3 bộ, ok ạ. Chị Mai Ly một bộ em chốt đơn. Mã cho em sẽ là B109. Chị Hà Moon có bộ này, chất rất là đẹp. Bình thường các chị mua hàng của Sam ấy, mình mua bộ này ở ngoài ít nhất cho em là hơn 200 đấy. Ít nhất là 200. Nếu mà này hàng này order ít nhất phải là 180, được chưa? Em bán kỷ niệm với chị 139 rồi. Đây, nhìn kỹ cho em hàng của Sam chất đẹp nhá. Em qua mẫu luôn, mẫu này hết. Rồi chị Đinh Lương một bộ này. Đúng 20 bộ không về thêm. Ai lấy nhanh thì mình có đơn. Mã này của em sẽ là B109 và cái mẫu cho em nhá. Sơ mi tay ngắn em có lên, đợi em một tí sẽ là lên sơ mi tay ngắn cho các chị luôn. Được chưa? À bây giờ lên cái bộ hoa cúc đi. Bộ hoa cúc chất rất là đẹp. Bộ này em phải bán trước. Năm nào cũng bán, mùa nào cũng bán cho em những dòng đấy, được chưa? Đấy, cứ lên đúng mã cho em bộ này là B109 cho em nhá. Chất đẹp. Xa xị mịn này. Ui, cái mặt nó nhẹ nóng. Nhẹ ôi là nhẹ. Anh cầm cái này đi. Ok, đúng mã bộ này cho em là B109. Bộ em mặc là F23. À đâu, F13. Đây, rơi bộ này đâu các chị. Các chị ơi, mua này là bộ lụa ngày vừa. Bây giờ này sẽ lên bộ hoa cúc nhé. Các chị xem qua cái bộ này phối rất là đẹp luôn. Chất lụa thì khỏi bàn luôn nhé. Các chị không biết là chị nào đã mua hàng nhà này chưa, nhưng mà chị nào chưa mua thì thử mua lụa nhà này xem nhé. Hàng chất lụa nhà này yên tâm, đỉnh của đỉnh luôn ạ. Đẹp lắm, bởi chất. Các chị cứ thử một lần thôi. Quá sang, quá đẹp. Thử lần nữa. Ok, chị Hằng Nguyễn 2 bộ. Chị ơi, chị mua xỉ hay là mua lẻ đấy ạ? Comment đúng mã cho em là B109 cho em nhá. Quá xinh. Và lên bộ này luôn cho em. Mã bộ này mình lên cho em là B1. Mùa nào em cũng bán mã bộ này luôn đó chị. À, B1. B1 cho em nhá, cho em cái túi đựng của nó đi. B1 này các chị biết không? Người ta đang đổ buôn ở ngoài bộ này là 90.000. 90.000 một cái bộ này, năm nào em cũng bán bộ này. Đồ cái mặc cái này nó rất là mát, rất là mát cho em mã bộ này. Được chưa? Comment bộ này cho em sẽ là B1. Kèm số liên hệ cho em mã này nhá. B1 và kèm số cho em mã này. Được chưa? Chất siêu đẹp, chất này mà cực kỳ mát. Bộ hoa cúc cho em sang xịn mịn chuẩn hàng hoa cúc, hàng đẹp luôn. Hàng bao chuẩn hàng Quảng Châu cho các chị luôn cho em như thế này. Có 4 màu. Màu ghi, màu đen, màu hồng và màu xanh. Được chưa? Mã bộ này mình comment đúng mã cho em sẽ là B1. Được chưa? Bộ này em bao 65 cân các chị bao vừa cho em. Em sẽ có màu ghi này, màu đen này, màu xanh này. À màu kem. Màu kem, màu đen, màu xanh và màu hồng. Comment đúng mã cho em sẽ là B1 và bán năng khách luôn bộ này 89.000 nhá. 89.000 một bộ mặc siêu nhẹ, siêu mát, siêu bền. 89.000 bộ hoa cúc và mỗi một bộ sẽ nằm trong túi đựng cho em như thế này. Comment đúng mã bộ này cho em sẽ là B1 nhá. Bán tặng khách luôn là 89.000 một bộ. Em ơi, chất của nó quá là mát, co giãn thoải mái. 40 cân đến 65 cân là các chị chốt đơn cho em bộ này rồi. 89.000 mặc cứ như gọi là không mặc ấy các chị ơi, nó mềm, nó mịn, nó sang. Comment đúng mã cho em sẽ là B1 cho em nhá. Bán tặng khách luôn là 89.000. 40 cân đến 65 cân là các chị chốt đơn cho em bộ này, được chưa? Được cái với chất này mình quay máy giặt vô tư, nó không bị nhăn. Nó siêu mềm, siêu mát mà giá được có 89.000 một bộ, được chưa? Comment đúng mã bộ cho em sẽ là B1 và kèm màu. Áo màu nào quần màu đấy cho em nhá. Bộ này em sẽ có cho các chị là màu hồng, màu kem, màu đen và màu xanh em như thế này, được chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là B1 cho em. Còn màu và kèm số cho em nhá, B42. Thế chị emote tin nhắn em đổi trả cho mình. Đồng hồ em đeo là 149.000. Bộ này không có quần dài đâu ạ, quần dài dành cho mùa thu. Bộ này em chỉ có màu quần áo cọc, quần cọc thôi nhá. 89.000 một bộ cho em như thế này, chất đẹp, sang xịn mịn cho em bộ này. Comment đúng mã bộ này cho em sẽ là B1 cho em nhá. Bán tặng khách luôn là 89.000, chất đẹp lắm ý. Màu kem này, màu đen này và màu xanh. Màu em mặc sẽ là màu hồng, bộ hoa cúc. Đẹp chưa? Theo logo ở đây nhá, chất mềm, chất mịn, mặc siêu siêu mát, được chưa? Lên đúng mã cho em sẽ là B1 và kèm màu cho em. 89.000 một bộ nhá.
8-9 nghìn một bộ đồ cho em như thế này. Mặc ở nhà bộ này siêu đỉnh luôn các chị ơi. Bộ này em có rất là ít, về được cực kỳ là ít thôi. Chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em nhé. 89 nghìn, ok. Chị đi ra mẫu màu nam, có đơn luôn. Trừ màu kem hay sao? À trừ màu xanh, ok. Ok chị Thanh Lê một bộ. Chị nào lấy B1 thì mình chốt là B1 cho em. 89 nghìn nhá. Anh ơi cho em áo nam đi. A1, sang lắm, co giãn thoải mái, 40 cân đến 65 cân các chị vô tư. Riêng dòng này thì vô tư nhá, cả nhà ơi. Theo logo cho em như thế này, sang, xịn, mịn và đẹp, 89 nghìn đồng thôi. Lên đúng mã hộ em sẽ là B1 và kèm màu cho em nhá, ok chưa? 27 tháng 3 rồi, ok chị luôn, 45 cân thoải mái. Màu của nó đây giúp em này, màu xanh của nó đây cả nhà nhá, 89 nghìn cho em. Đây các chị ơi, xanh này, đẹp chưa? Comment đúng mã cho em sẽ là B1 cho em là được. Đơn cũ mình chưa nhận được inbox thì nhắn em kiểm tra đơn cho mình nhá. Lên đúng mã hộ em là B1 là ok đấy chị. Màu kem, màu đen, màu xanh, màu áo này. Màu áo này, màu áo xinh đúng không? Bán tặng luôn và hàng của nó cho em này. Mỗi một bộ sẽ nằm trong một cái form như thế này. Đồ của em đeo là H23 mà. Lên đúng mã cho em và kèm số điện thoại nhá. Cái này các chị âm cho số là bên em chịu, không thể chốt đơn ở đâu. Đây, mỗi một bộ cho em như thế này. 189 nghìn một bộ. Quá xinh. Đây này, màu xanh. Ok, chị Trang luôn một xanh nè. Rồi, ok. Ai lấy B1 thì mình chốt là B1 cho em. Được chưa? Chị Hải Huyền một bộ kem. Được cái bộ này mặc nó rất là nhẹ. Mặc ở nhà quá là sướng đời luôn các chị ơi. Mặc nhẹ kinh khủng luôn. 89 đi một bộ cho em như thế này. Được chưa? Lên đúng mã cho em là B1 nhá. Em gặp lại màu để các chị chốt để qua mẫu luôn. B1 của em sẽ có màu hồng, màu kem, màu đen và màu xanh. 40 cân đến 65 cân là các chị chốt đơn cho em bộ này rồi. Kem này, đen này, xanh và hồng. Em đúng mã cho em là B1 là ok. Và bây giờ em sẽ là lên áo nam nhé. Áo lên áo nam trước đi nha. Đâu nhỉ? Bây giờ sẽ là lên tiếp áo nam nữa các chị nhá. Anh ơi đưa cái mã A1 đây. Đưa em móc vào lấy hộ em cái còng mẫu. Chị nào lấy áo bộ em mặc của comment là B1 là ok. Và em sẽ lên cho các chị một mã áo nam. Áo nam thì em có chị nhận được hàng chưa? Áo này đỉnh của chóp luôn. Đẹp chưa? Quá đẹp những cái vân chưa? Đấy. Đồng hồ em đeo sẽ là 149.000 mã H23 nè. Áo nam này các chị mua về cho anh chỉ có một câu là các anh quá sướng. Mùa này mặc siêu mát. Những cái dòng như thế này mặc mùa này cho em thì mát tuyệt vời không mà trời luôn các chị ơi. Được chưa? Và áo nam này mình comment đúng mã cho em là sẽ là A1 kèm số điện thoại. A1 em có xanh than, có màu đen, có màu ghi và có màu xanh ngọc à? Đúng không? Comment màu rêu, xanh rêu, màu xanh than, màu đen và màu xanh, màu ghi. Comment đúng mã này cho em sẽ là A1. Được chưa? Áo này em có từ size M đến size 2XL. Được chưa các chị ơi? Cái này bình thường các chị mua ở ngoài cho các anh là 150.000 một áo. Đấy. Mình nhận được áo này rồi, chất quá đây. Em cảm ơn chị Hương Tít nhá. Em bán tặng các chị luôn áo này 79.000. Bằng 1/2 các chị mua ở ngoài. Được chưa? Comment đúng mã cho em là A1 và form này dành cho các anh dưới 75 cân cho em. 75 76 cân thì vô tư mã này các chị ơi, nhìn cái họa vân cho em này. Sướng chưa? Các chị nhìn thấy mê ly cuộc đời chưa? Comment đúng mã cho em là A1 cho em nhé. Và giá bán tặng khách luôn là 79 một áo. Size M là dành cho anh nào dưới 56 cân. L là tầm cỡ các anh dưới 62 cân. XL là dưới 66, 67, 68. Và 2X dưới 75, 76 cân vô tư cho em mã này. Form to dáng rộng. Các chị ơi nhìn là hàng này. Được chưa? Size số đầy đủ luôn cho em nhá. Dập logo này. Comment đúng mã cho em sẽ là A1 và kèm size. Hàng các chị đâu? Chuẩn chỉnh cho em như thế này. 79.000 một áo. Áo này gọi là siêu sướng lắm các chị ơi, nhìn bên trong này. Bên trong siêu đẹp cho em như thế này, chất này, từ form từ tăng mát các chị nhìn kỹ cho em này, được chưa? Có size số đầy đủ hết cho em như thế này. Đồng hồ em đeo là 149.000 và mã này mình lên cho em là A1 cho em. Bán tặng khách luôn là 79.000 một áo nhá, từ M, L, XL và 2XL. Đầy đủ size số. Màu này mình chốt cho em là màu xanh xanh rêu. Màu này mình chốt cho em là màu tím than. Màu này mình chốt cho em là màu đen. Màu này mình chốt cho em là màu ghi, được chưa? 79.000 đồng một áo các chị ơi, nhìn họa vân cho em này, sướng chưa? Mặc áo này được cái siêu mát, được chưa? Siêu siêu mát các chị nhá. Lên đúng mã hộ em sẽ là A1 và kèm màu. Hàng chuẩn
chuẩn cho em như thế này. Bên trong mát cho em này, đầy đủ size nhá. Từ các anh từ 50 cân đến 75 cân là chốt vô tư thoải mái cho em này. Cứ lên đúng cú phát cho em là A1 là được. Và hàng đó chị này. Em ơi, sang xịn mịn. Sang xịn mịn này, luôn lấy cái một cái mẫu này. Sang xịn đẹp, chị nào mà không mua là tiếc. 79.000. Quá rẻ rồi. Bây giờ nếu mà chị mua hàng này phải 140 ấy. Em nghĩ chắc chắn một cái này phải 140 nhà này. Đẹp lắm, từ trong ra ngoài, từ cái mát, nói chung là quá là xịn. 79.000 đồng một áo cho em nhé. Comment đúng mã cho em là A1 và kèm size. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Form đẹp, dáng đẹp, chất đẹp, được chưa? Tân rêu, tím than, màu đen, màu ghi cho em như thế này. Lên đúng mã cho em là A1 cho em nhé. Bán tặng khách luôn, 79.000 quá rẻ. Ok, chị Hiền tặng một con size M này. Đầy đủ size cho em á. Rồi, lên đúng mã của em sẽ là A1 cho em nhé. 79.000, sang chưa? Quá sang, quá xịn xò cho em như thế này. Ai lấy A1 thì mình chốt đúng cho em sẽ là A1 cho em là ok. Bán tặng khách luôn là 79.000 nhé. Quá rẻ rồi chị ạ. Chị nào mà không mua cái này là tiếc. Tại vì cái này mình có thể mua cho chồng, mua cho em trai, mua cho con trai mặc. Cái dòng này rất là mát. Cái đầu cho em là quần bò cũng đẹp này, quần ngố cũng đẹp này, ví dụ như quần đuôi cũng đẹp luôn. Mặc cái gì cũng được ấy. 79.000 đồng cho em nhé. Chuẩn chắc như thế này. Tang mát đầy đủ xịn sò từ trong ra ngoài. Dập logo hết cho cả nhà luôn. Và giá cho các chị là 79.000 một áo nhé. Comment đúng mã cho em sẽ là A1 cho em. Rồi ok, chị Đỗ Minh hai cái này. Được chưa? Đây. Trời ơi, chị ơi, cái họa vân của em sướng lắm. Chị nào mà mua áo này nhận hàng gọi là em ơi, trận chị nhận hàng quá đẹp. Quá đẹp luôn ấy. Comment đúng mã cho em là A1 cho em. Được chưa? Lên đúng mã cho em là có đơn cho chị có mã bộ lụa đủ màu. Cái này em sale nốt nhá. Không có giá này đâu. Làm gì có cái giá mà 79.000 kéo này. Được chưa? Cầu bên dài em được. Màu đen nhá. Chưa? À, màu cho em này. Xanh rêu, xanh than, đen, ghi, màu nào đẹp rồi. Giá của các chị rất là rẻ rồi. 79.000 rẻ hơn là áo chị em mình đúng không? Áo chị em mình đang còn là hơn 100. Áo này các anh có 79.000, ra sốc mua 150.000 là chuyện bình thường. Giá sốc mua 150.000 là chuyện bình thường luôn đúng không? Rồi em lên bộ này nhá, bộ cute phô mai. Quá xinh bộ này rồi. Em xem cái quần của cái bộ này đi. Em ơi, bộ này mặc thì quá là xinh, xinh ơi, xinh, xinh quá là xinh. Trời ơi, chất lụa đẹp. 60 cân vẫn vừa cho em bộ này. Ở chợ, bộ này các chị 60 cân cho em ok, thoải mái luôn. Thấy chị nhá, chất đẹp lắm. Bộ này em sẽ có xanh, có vàng, có hồng. Ở chợ, không biết nó là màu hồng hay màu kem nhỉ. Bộ bánh bèo. Bộ này được cái các chị dưới 60 cân là mình chốt đơn cho em thoải mái bộ này nhá. Dưới 60 cân là ok, được chưa? Mã bộ này mình lên đúng cho em là được. Chất lụa latin rất là mềm, rất là mịn. Được chưa? Rất là mềm và rất là mịn cho em bộ này. Đây. Các chị ơi nhìn chất cho em này, được chưa? Bộ này em sẽ có màu xanh, màu vàng, màu hồng. Không biết là màu hồng hay màu kem. Màu hồng đấy. Được chưa? Comment đúng mã bộ này cho em nhá. Bộ cherry ấy chị ơi, nhìn là muốn ăn luôn. Chất vải rất là đẹp cho em. Bộ này từ 40 cân đến khoảng độ các chị dưới 65 cân, 62 đi. Tất cả là bộ này của Sam hết. Các chị nhìn kỹ cho em này. Toàn bộ là hàng của Sam nhá. Chất mềm, chất mịn, mặc rất là nhẹ cho em. Từ 40 cân đến 62 cân là các chị chốt đơn cho em bộ này nhá. Có vàng, có hồng, có xanh. Hồng, xanh, vàng. Comment đúng mã bộ này cho em sẽ là B. B49 135.000 một bộ. B49 135.000 cho em nhá. Mua quần vải nhà là rất là đẹp. Em cảm ơn chị Nhung. Comment đúng mã cho em sẽ là B49 cho em và kèm màu. Em có xanh, có vàng và có màu này là màu hồng nè. Các chị ơi, màu nào cho em cũng đẹp. Màu nào cho em xinh. 135.000 một bộ cho em nhá. Bèo cổ. Trời ơi, bộ tiểu thư. Em có vàng nè, có hồng nè, có xanh nè. Comment đúng mã cho em là B
49 nhá. B49 cho em 135.000. Màu nào cho em xinh. Bộ dâu này mặc mùa nào cho em được, xuân hạ thu đông 4 mùa các chị được mặc được bộ này. Chất rất là mềm, rất là nhẹ cho em nhá các chị ơi. Bộ dâu nhìn là muốn ăn đúng không? Bộ này siêu xinh. 40 cân đến 60 cân là các chị chốt vô tư cho em bộ này được, được chưa? Có vàng, có hồng và có xanh. Lên đúng mã cho em sẽ là B49 cho em và kèm màu, cái chất của nó mát ơi là mát các chị ạ. 135.000 nhá, chuẩn hàng Sam luôn. Sờ vào các chị ơi, chất này, cái này được cái mình mặc nó không bị nóng. Mặc cực kỳ là mát luôn cho em, được chưa? Bán ra khách luôn là 135.000 một bộ cho em nhá. Comment đúng mã cho em là B49. Ok chị An, hai màu này, mẫu màu 2 này. Bộ này xinh lắm ý, tại vì cái chất vải này chất vải mới các chị nhá. Chất vải này chất vải mới và em bao form 62 cân là các chị ok. 62 cân thoải mái đấy. Comment đúng mã cho em sẽ là B49 và kèm màu cho em. Màu nào cho em đẹp, được chưa? Em ấy vào nha. Lên đúng mã của em là B49. Ok chị, cái bộ này bên em không có size đâu. Hàng này hàng một size nhá. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy là được. Hàng có duy nhất một size. Có màu cho em là màu vàng, màu hồng và màu xanh. Ai thích màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá các chị ơi. B49 và kèm màu 135.000. Mặc bộ này là muốn ăn luôn đúng không? Dâu này. Đấy, rất là đẹp cho em như thế này. Không chuẩn. Ai lấy bộ này mình comment đúng mã cho em là B49 cho em nhá. Bán ra khách luôn là 135.000, xinh vô cùng. Có vàng, có hồng và có xanh. Ai lấy màu nào mình cho em màu đấy là ok. Ok chị Vi Khôi cho em xin số đi ạ. Lên mã và kèm số nhá. Cái này không có chị ông cho số là bên em sẽ không chốt đơn ở đâu. Lưu ý cho em là lên mã và kèm số là ok. 149.000, tặng tốt. B49. Cái quần sóc này cho em mẫu. Lên nhà các chị một mã quần sóc đi. Một mã quần sóc xinh xinh. Lưu. Mã của nó là 310 cái gì đấy. Hay. 301. À, 301. Lên cái mã quần này cho các chị đi. Mang em đảm bảo với các chị luôn, mặc con này quá xinh, cái quần nó quay đâu ấy. Mặc con này siêu xinh luôn nhá. Được chưa? Siêu xinh luôn, mã quần này cho em, mã quần sóc đẹp. Quần này mình lên đúng mã cho em sẽ là Q13 và kèm số điện thoại cho em quần này. Q13 và kèm số điện thoại cho em mã quần này nhá. Em có kem, có đen. Quần này em sẽ có từ size M. Từ size M đến size 2XL là các chị chốt đơn cho em mã quần này, được chưa? Comment quần này cho em sẽ là Q13 các chị nha. Em có từ size M đến size 2XL. Chắc cái mã quần này là các chị biết rồi đúng không? Chuẩn hàng Quảng Châu cho em như thế này. Đầy đủ size. Size M là gì ấy? Quần gì ấy? Quạt. Size M là các chị dưới cho em là 52 cân là mình mặc size M. Size L là mình dưới 54 cân. XL là mình dưới cho em là 56 cân. Và 2X là dưới 58-59. Có nhiều chị khách nhà em 60 cân mã quần này vẫn ok. Em có hai màu là màu kem và màu đen. Và bán tặng khách nốt cho em mã này nhá. Chuẩn hàng Quảng Châu ấy, chị đi tăng mã cho em 79.000. 79.000 một quần. Mã này em ôm được giá sale từ bên Trung Quốc ấy, đẹp lắm. Chất vải đẹp, form đẹp, đầy đủ size số xịn sò. Lên đúng mã thôi em sẽ là Q13 và kèm số cho em nhá. Có đen và có kem. Cái này nó làm cho em là màu hồng ấy, nhưng mà ở ngoài nó là màu kem sáng nhá. Kem hồng ấy, cái màu kem hồng rất là tây. 79.000 một quần. Ở ngoài không bao giờ có giá này. Ít nhất ở ngoài cái mã này ít nhất là cho em là hơn 200 ấy. Chất rất là đẹp, có chiếc ly đó chị này. Em bán tặng khách là 79.000 nhá. Bộ em mặc là 135.000 ạ. Comment bộ em mặc sẽ là B49. Quần này mình sẽ lên cho em là màu hồng hoặc màu đen. 79.000 một quần. Có hai màu đấy ạ. Q13 cho em. Bình thường các chị mua ở đâu cái quần này 79.000 tag cho em này. Quần này là khóa bên hông cho em cả nhà nhá. Khóa bên hông cho em như thế này. Sang xinh mịn là đẹp. 79.000 một quần thôi ạ. Lên đúng mã cho em này sẽ là Q13 và kèm size. Em có size M, size L, XL, 2XL, 4 size, chị nào lấy size nào mình chốt cho em size đấy. Ok chị Duy Thanh, 5 đen 2 hồng, xinh lắm, 79.000 cho em này. Quần này em hết là không có về nữa nhá. Thì các chị về nghĩ là hàng thanh lý không phải lúc nào nó cũng có. Ví dụ như có theo từng đợt, đợt này đợt kia chứ không phải lúc nào nó có sẵn. Có sẵn thì làm gì có ngoài hàng thanh lý đúng không? Nó tùy từng đợt, nó còn ít hàng thì nó save cho em. 79.000 một quần. Comment đúng mã cho em là sẽ là Q13. Bộ em mặc là 135.000 ạ. Mã cho em là B49. Quần này mình lên cho em là sẽ là Q13. Em có hai màu cho các chị là đen và kem. Đồng hồ cho em mã là H23, 149.000. Quá rẻ đúng không? Và hàng các chị này. Hàng quá là xinh như thế này cho em rồi. Nhìn hàng này. Thôi chắc. M đến 2XL. Nó không phải làm từ S nha mọi người.
Cái mã quần này là em không làm từ S đâu, em làm từ M nhá. Tại vì nó sản xuất là từ M. Hàng này họ sản xuất là từ size M. Nó khác hẳn hàng may. Hàng may thì nó từ S, nhưng mà quần này em từ size M. Đẹp lắm, form đẹp, chít ly này. Hàng này các chị mua ở ngoài cứ xác định cho em là hơn 200. Cầm 200 ra ngoài mua được dòng này. Em bán tặng các chị 79.000. Đẹp từ tang mát từ cái cặp sườn cho em. Đây form này, chít ly cho em như thế này. Bộ lụa em mặc sẽ là 149.000. Mã cho em sẽ là B49 đúng không? B49. Còn quần này mình lên cho em là sẽ là Q13. Bộ lụa quần dài em có rất nhiều mà. Rất nhiều bộ lụa quần dài luôn. Lên đúng mã cho em sẽ là B13 cho em. Có đen và có hồng. Bộ em mặc là 135.000 ạ. Mã cho em là B49 đúng không ta? B49. Đồng hồ em đeo sẽ là H23, 149.000. Có đen, có ghi, có nâu. Còn quần này mình lên cho em là Q13 nhé. Quần này không đẹp thì không biết quần nào đẹp hơn đâu ạ. Chất rất là đẹp, 79.000. Sang, xinh và đẹp cho em. Em ơi quá đỉnh. Có chiếc ly luôn. Hàng đầy đủ cho các chị nhá. Chiếc ly tang mát này, 79.000 một quần nhá. Các chị chốt nhanh cho em mã này để qua mẫu nhá. Qua mẫu là hết hàng nhá. Bộ nếu mà quần này em qua mẫu là hết hàng. Chất đẹp lắm, 79.000. Có màu đen và màu hồng, hai màu, màu nào thích, chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy hàng này. Chuẩn hàng đẹp như thế này cho em mà giá quá bình dân. Quá rẻ. 79.000 đồng cho em nhá. Lên đúng mã cho em sẽ là B, à đâu Q13. Kèm số điện thoại cho em là có đơn. Chất đẹp chưa? Phong đẹp lắm, có chiếc ly này các chị ơi, sang xịn mịn và đẹp luôn, 79.000. Được cái này các chị mặc vào cái gì cũng xinh, từ áo phông, áo kiểu áo sơ mi cái gì cũng đẹp. Với cái quần này này, chất đẹp lắm. Sờ nó mướt 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 luôn cho em. Đồng hồ em đeo sẽ là H23 nhá. Quần này mình lên cho em là Q13. Ai lấy quần này mình chốt cho em là Q13 cho em, 79.000, xứng đời chưa? Chiếc ly đầy đủ luôn, rồi em qua mẫu luôn nha cả nhà ơi. Bác quần này hết nha, chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh thôi ạ. Ok, chị Hoài Nhi, đen ML. Cái đấy mình lên là hai cái. Các chị nên lấy hai cái mà mặc, tại vì form và chất của nó quá là đẹp cho em cái bộ bi ấy. Áo cọc quần dài đi. Ok, chị Diễm Hường với chị S13 màu kem. Rồi ạ, set vest là S13 nhá. Ui, còn bộ này xinh lắm. Toàn những cái bộ bánh bèo này, xinh ơi là xinh. Mặc nó rất là dễ thương luôn cả nhà nha. Rồi em lên bộ này cho các chị nhá. Bộ quần dài, áo cọc quần dài, đúng gu của các chị chưa? Bộ bi, quá đẹp. Chất vải, quá xinh luôn cái bộ này cho em. Bộ này em có hai màu nhá, bi trắng và bi đen. Ok chưa? Hay màu xem nhá. Cái đôi dép quả hình không? Toàn bộ của Sam hết, mặc nó mềm, nó nhẹ, nó mát. Quay máy giặt vô tư em có 4 bộ ấy, từ khi bán, từ cái hôm trước, cách đây 2 hôm bán bộ này. Lấy 4 bộ về mặc rồi, tại vì nó mát lắm ấy. Mặc cái chất này không cảm giác các chị mặc lụa đâu. Nó mềm, nó nhẹ, nó mát. 139.000 cho em nhá. B đấy nhá. B57. Đồng hồ em đeo là 149.000, mã cho em là H23. Còn mình lấy cho em mã này là B57 cho em và kèm màu cho em nhá. Có bi trắng và bi đen, hai màu. Tất cả hàng của Sam đẹp lắm, 139.000. Đây, chấp là đẹp cho em nhá. Lụa mềm, siêu mềm. Hai màu cho em, chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Form dài, áo khoác quần dài, đơn giản dễ mặc, ai mặc được. Ai cũng mặc được mã bộ này cho em. 139.000 cho em một bộ nhá. 139.000 thôi, siêu rẻ rồi. Comment đúng mã cho em sẽ là B57. B57 và kèm màu cho em, bi trắng và bi đen. Ai thích màu nào mình chốt cho em màu đấy là được. 139.000, quá rẻ. Hai màu cho em nhé, phong này dưới 60 cân là các chị chốt vô tư cho em mã này. 40 cân đến 60 cân phần ly này. Mềm cho nó vắt,
bắt sổ hết cho các chị như này, tay này sang được chưa? Bộ này mặc ở nhà thì rất là thoải mái luôn. 149 à 139 nghìn, B57, sắc đẹp form đẹp, và bộ này 60 cân, là các chị chốt đơn thoải mái cho em nhé. Hai màu cho em là màu đen và màu kem, à màu đen và màu trắng, ai thích màu nào thì mình chốt cho em màu đấy, ok chưa? Rồi qua mã khác nha, lên cái gì bây giờ các chị nhỉ? Đồng hồ em đeo là 149 nghìn, mã cho em là H23 nữa nãy giờ chị Thúy Kiều ơi. Đồng hồ em đeo là H23 149 nghìn. Chị nào lấy đồng hồ em đeo thì mình comment là H23. Bây giờ lên tiếp tục cái gì cho các chị ở đây? Comment đúng mã cho em là đường nha cả nhà ơi. Chất rất là đẹp luôn, được chưa? Hai màu cho em nhá, chị nào thích màu nào thì mình chốt cho em màu đấy là ok. Đẹp ơi là đẹp, form chuẩn. Comment đúng mã đồng hồ cho em sẽ là B, à H23 nhá, bộ em mặc sẽ là B57. Đồng hồ là H23. Chị nào lấy đồng hồ thì mình comment là H23 cho em nhá. Bộ nam em mới lên xong, mới mãi xong. Bộ nam mới lên sale ấy chị là 149.000 hai bộ. Bộ nam mới sale 149.000 bộ ấy các chị ơi. Đẹp quá chưa? Đồng hồ này siêu phẩm ấy, đẹp, hot hit cực kỳ luôn. Tặng cho các chị nó là 149.000 nhá. 149.000 một đồng hồ. Full hộp, full cả gấu. Sang lắm, đồng hồ này rất là sang. Từ cái phần bo viền nói chung là họa tiết các thứ đầy đủ luôn cho em, được chưa? Chị nào lấy đồng hồ này mình comment đúng mã cho em là H23 nhá. Áo chống nắng bây giờ em sẽ là lên luôn nhá chị ơi. Có thông báo không? B103. Bộ lụa hoạt hình có về không em? Hoạt hình có, hoạt hình còn giá rất là nhiều luôn. Bộ hoạt hình toàn những mẫu xinh. Rồi comment đúng mã đồng hồ này cho em sẽ là H23 các chị nha. Rồi ok. Để lên lên tiếp cho các chị mã gì được nhỉ? Mấy bộ nam. Ok, mã bộ nam cho em là B39, nên giờ em vào luôn nhá.